Video chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành vi tiêu cực nào đi ngược thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hay, trời ơi các bạn ơi, tự dưng buổi sáng ngày hôm nay ngồi cứ tương tư với ai không ngủ nổi đêm qua. 2 giờ đi ngủ, 5 giờ sáng giật mình tỉnh giấc, tự dưng thấy nhớ ai. Trời ơi, hóa ra là mình phát hiện là mình nhớ tất cả những bạn nào 2.100.000 bạn fan trên channel của mình nha. Hôm bữa Vịt có quay một cái video phỏng vấn ấy, thế là Vịt bảo là Vịt có đến tận 1.750.000 người yêu. Đấy chính là các bạn fan trên channel của mình. Và đến bây giờ mình đã có 2.100.000 người yêu rồi. Trời ơi, cực kỳ VIP Pro Max luôn nha anh em. Các bạn nào mà xem theo dõi kênh của Vịt từ đời đầu ấy, từ cách đây 1 năm, 2 năm hay từ ngày bao nhiêu thì các bạn nhớ comment xuống dưới nha. Tự dưng mình muốn làm một cái món quà tri ân các bạn fan trên channel của mình quá. Các bạn nhớ comment xuống dưới để Vịt suy nghĩ thêm là mình sẽ tặng các bạn thứ gì nha. Tính nhà là Vịt cũng được hơn 2 triệu subscribe rồi. Và ok, và hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Mr. Vịt đẹp trai đây các bạn ơi. Và ngày hôm nay thì mình đang gọi là rất là hưng phấn, cực kỳ vui mừng. Đấy là bởi vì mình đang có rất nhiều các bạn đang yêu cầu mình, đề nghị mình đó là làm thêm các cái video về xây nhà đi. Wow, trời đất ơi, các bạn có vẻ thích xem những video mà Vịt xây nhà đúng không? Nếu bạn nào cũng thích thì để comment phím số 1. Các bạn nào không thích Vịt làm video xây nhà thì nhớ để lại comment phím số 2 để Vịt nghĩ ra video khác để quay cho bạn coi nha mọi người. Trời ơi. Ô, có cái tiếng gì ta? Ô, có điện thoại, có tiếng điện thoại. Trời ơi, sáng sớm ai gọi tôi trời. Ô, sao sáng sớm ai gọi tôi ta? Có điện thoại nè. Click. Alo. Alo, giờ ra trời ơi. À, mèo Simi. Nhìn thấy chị em sao không thả tim? À, quên. Gọi gì anh? Ủa, sao sáng sớm vậy? Anh ơi, nhà em có chuyện rồi, trời ơi, anh qua giúp em với. Ủa, nhà em có chuyện hả? Trời đất ơi. Các bạn ơi, nhà mèo Simi có chuyện rồi. Ủa, mà chuyện nhà em thì mắc mớ gì nên anh? Gì vậy? Thì anh phải giúp đỡ em chứ. Anh ơi, giúp em với, không là nhà em có tai họa lớn anh. Anh hôm qua là em xỉu tại đây luôn anh. Cái gì mà nhà em có tai họa lớn, em không, anh hôm qua là em xỉu tại đây. Ủa, cái gì vậy? Qua đi anh ơi, trời ơi. Từ, alo, Simi ơi, alo. Ủa, rồi cúp máy luôn rồi. Nope. Trời ơi, cái gì mà tự dưng gọi kêu là nhà em có tai họa xong rồi ăn hôm qua là em xỉu. Có khi nào Simi bị kẻ cướp đột nhập vào nhà ăn cắp không? À không phải, trong làng mình dạo này dịch bệnh cướp thì nó cũng không phải sợ bị virus chứ trời. Cướp nó ra ngoài đường tầm này nó bị F0 sao? Hay là mèo Simi lại phát hiện ra bé Mưa thực ra là một con chó. Ủa không phải, ủa mà bé Mưa là con chó mà ta. Ủa, thế bị cái lý do gì vậy trời? Từ, mình qua nhà coi. Ủa sao nghe giọng Simi hốt hoảng dữ vậy ta? Ui, chết rồi. Nếu mà không quay thì Simi sẽ bị ngất ở đấy. Nữa, ủa cái gì? Ủa cái con gì? What the hell? Ủa con gì? Ủa? Sao nhà hôm nay Simi hôm nay nuôi cái con gì lạ tứ vậy ta? Trời ơi, chết ra rồi đây. Đáng sợ quá. Mày chơi với mình đi. Ai không chơi đâu? Mày là thằng nào? Ta là người, nhưng mà là màu vàng. Tao mới giống người nhưng mà tao mới giống tao. Tao mà nhìn tao là tao đẹp trai là hai mắt này, miệng cười tươi như hoa đào này. Bây giờ đâu phải chơi hẹn một mắt mà tóc lưa thưa đầu hỏi đâu. Trời ơi, giờ hẹn chơi một mắt. Ôi, mà khai tao một mắt đẻ ra chứ mày. Thì mày một mắt thì mày một mắt chứ mới mắt mới gì mà kêu mày giống tao. Trời ơi, đâu có đồng bọn luôn kìa trời. Ủa Sim ơi, Sim tự dưng đâu ra hai con màu vàng khè nhìn giống anh chứ vậy? Trời, nó có súng luôn kìa trời. Ê, mày cái súng em mày. Mày tin tao bảo không ai đâu, hai cái thằng này. Ủa, hai con này hai con gì vậy? Trời ơi, đây là hai con Midan nè. Trời, hồi nãy em mua ở cái shop kia, cái chủ shop bảo trời hai con này ngoan hiền lắm. Vậy gọi là mua về xong nó sẽ chăm sóc, nó sẽ gọi phục vụ mình. Sao em mua vậy, nó phá quá trời quá đất luôn, đâu có nghe lời em luôn anh. Trời ơi, Simi tự dưng đi ra ngoài siêu thị mua hai con Midan về nuôi. Trời ơi, ủa hai con Midan. Ủa sao từ con này mày đứng im coi. Ủa sao hai Midan? Ủa tụi mày là anh em hả? Chị em. Ủa đúng rồi, chị em. Ủa con nào là em hay sao mày nghĩ sao mày nghĩ to tôi là con trai vậy, tôi là con gái. Ủa cái con hai mắt này là con gái hả? Anh đù con gái chứ. Ủa con gái cái tóc đâu? Ai mà biết được hả? Gì tóc đâu? Cái gì mà body Samsung bây giờ con gái là người ta thường nuôi tóc dài mắt mới cắt đầu đinh vậy? Ôi trời ơi, ok thích vậy. Ok thôi bây giờ đây là hai chị em đúng không? Đúng rồi. Ở sao màu da vàng một thằng vàng lợt mà một thằng vàng đậm vậy? Cái gì vậy? Thì người ta là giới tính khác nhau thì màu khác nhau đúng rồi. Ok lại màu cái màu vàng gì chứ hả? À, màu vàng này là màu vàng tự nhiên, màu vàng quý tộc, màu vàng golden. Thì vàng này cũng thế thôi, vàng này còn hơn. Tóm lại là hai chị em mà sao một đứa một mắt và một đứa hai mắt vậy?
vậy? Vậy tự nhiên sinh ra nó vậy không biết hả? Tự nhiên sinh ra thấy vậy á biết không? Trời ơi, tính ra là hai con. Ủa mà tính ra là bây giờ hai đứa bay người ta mắc mớ, người ta mua mày từ siêu thị về thì phải gọi người ta là chủ nhân chứ. Phải ngoan chứ mà sao nghe bướng nghe dữ vậy? Bảy nha, trời bây giờ á em nói chị hai nghe nè, em nói với chị mèo Simi nghe nè. Giờ chị mua em về từ cửa hàng thì em phải là chủ nhân của chị đúng không? Bởi vì chị mới bỏ tiền ra chị mua tụi em, cho nên là tụi em là cái gì đó rất là quý giá, chị hiểu không? Tính ra sao có cái định lý mà mình mua pet về nuôi mà bây giờ mình mua pet này là nó sẽ là chủ nhân của mình ngay dữ vậy. Ủa cái này tào lao mà. Ê xin mời anh nghĩ rồi, bây giờ em không thể nào nuôi hai con này trong nhà đâu. Hay bây giờ bảy mươi đâu ta? Ủa bảy mươi đi rồi. Ủa khoan, hồi nãy bé mưa ở đây à? Ủa, ê, hai bạn mi đang thấy bé mưa ở tôi đâu không? Tôi nhớ hồi sáng tôi có cho nó ăn mà. Ủa thay nữa, chửi ghê như vậy, bé mưa đâu? Cái nhà này á, chỉ có một người đó chính là Minion. Không có bất kỳ con động vật khác ở quanh đây đâu. Cái, rồi xong rồi, ủa hai đứa bay bê bé mưa ném đi đâu rồi? Hả? Bao giờ cha ta ở riêng một căn nhà riêng thì ta sẽ cho con bé đó về, không thì còn lâu nhá. Nope. Cái, đây, mời hai đứa bay luôn, mời đây, nhà của hai bạn đây, mời, nhà riêng đây. Không, nhà phải nhà to, nhà đẹp dành riêng cho Minion chứ lấy đâu ra tất cả những thứ vậy. Bây giờ mi nhìn cái người mi bé tí bằng một nửa người ta luôn mà mi đòi cái nhà bự là sao? Người bé mà đòi nhà bự sao bạn kỳ vậy? Ủa thì sao đâu, thì con người nè, con người cũng là người bé từ nhà bự to này thì bọn ta phải nhà hơn chứ. Ai chết chết, còn chị hay nói lý lại quá chị hay ơi, hay quá. Hay trời ơi Simi ơi, bây giờ hai con này nó quậy quá trời quá đất luôn mà anh nghe nói là Minion á là nó thường phục vụ chủ nhân, nhưng mà tính ra là trong lịch sử này cái loài Minion này nó theo ai á thì chủ nhân của nó sẽ gặp họa từ đó luôn á. Ủa gì ghê dữ vậy? Mấy con này là nó chuyên ra đi phục vụ chủ nhân của nó từ thời kỳ đồ đá luôn nè. Thời đồ đá thì nó phục vụ người tiền sử nè, nó phục vụ khủng long nè, sau đó thì nó nên phục vụ người hiện đại từ thời trung cổ nè cho đến tận thời hiện đại này luôn, nhưng mà cứ chủ nhân nào mà có Minion đi theo là gặp họa. Xin mời anh nói em nghe à, bây giờ không nuôi được hai này trong nhà đâu, bây giờ mình phải kéo nó đi xây nhà nó ơi. Sao tụi mình không nghĩ xây nhà cho tụi mình nơi này thì tụi này sẽ đỡ quậy đi. Đúng rồi, ok các bạn ơi. Và bây giờ nha, thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một cái thử thách. Tiện đường các bạn lại đang thích việc làm video xây nhà, nên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thử thách xây một ngôi nhà, nhưng không phải nhà bình thường nha bạn, mà là một ngôi nhà Minion để dành cho Minion ở nha mọi người. Và ok bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thôi, let's go. Ta-da, ok mọi người ơi. Và bây giờ mình đã đưa mèo Simi cùng với cả hai bé Minion đến với cả một bãi đất trống, nơi rất là quen thuộc, đã sản sinh ra những công trình tuyệt vời của Mr. Vịt dành cho các bạn nào trên fan trên channel của mình nha mọi người. Ê ta đang chào khán giả mày tránh ra đâu. Hai chú ơi. Mẹ nha. Dành mẹ nghe nè. Anh mẹ có biết bao nhiêu tuổi không? Bảo là hai nhóc Minion anh bạn. Ủa chứ hai đứa bay bao nhiêu tuổi? Ủa bao nhiêu tuổi vậy? Có 1 triệu tuổi rồi. 1 triệu tuổi? 1 triệu năm tức là tụi bay sống từ cái thời khủng long luôn hả? Đúng rồi. Thì tụi chủ nhân từ thời đồ đá mà. Thôi không biết ai cao hơn người đấy làm anh. Ôi trời ơi. Ai cao hơn người đấy làm anh? Đứa nào lùn hơn? Đúng rồi. Đúng không? Rồi. Bạn nhất bạn. Rồi. Ok rồi các bạn, ok. Wow các bạn nhìn nè. Ta-da. Ok mọi người ơi, thì ở đây chúng ta đã có một ngôi nhà Minion khổng lồ luôn nha các bạn. Nào nhìn nào, giống hai thằng bay chưa? Giống chưa? Đâu xem nào. Đó nhìn đi. Giống chưa? Chị hai, đây là ba của mình là chị hai. Để ơi, cái người đó bắt ba của ông ta. Tào lao ba gì mà ba, đây là cái nhà hình giống hai thằng bay thôi chứ không phải là ba. Trời ơi, ba nào to dữ vậy? Ủa dạ, biết không? Chỉ là mô hình thôi. Thôi bây giờ nha, tụi bay muốn có một cái nhà riêng nè. Bây giờ ta xây cho tụi mi một cái nhà to lại còn giống hình của mình nữa. Thích thế gì nữa, muốn gì? Được á. Không sao, sống cho ba cũng được. Ok, rồi bây giờ nè, đầu tiên là chúng ta sẽ tìm cách để xây một cái cánh cửa để đi vào bên trong căn nhà Minion. Giờ muốn đục từ đâu đây? Cái này đục. Thì không đục qua làm sao mà có cửa vào được? Tao mệt hai con này quá. Bây giờ phải xây cái cửa la trời lên channel của Mr. Vịt coi. Vịt xây nhà trong bé cáo nè, bé mưa nè, bé gấu tuyết nè, đều phải đục một lỗ ra để chui vô. Em nghĩ chắc là phải đục ở giữa nè, cái túi nè, cái túi được nè, được không? Cái túi nè. Đúng rồi, cho ba túi đi, túi còn ba túi nè. Ủa đục cái túi này vô hả? Ờ, cũng sao được không mà. Đục từ cái mông đục lên? Nè. Đấy. Chứ bây giờ đục cái túi vô thì làm sao mà đi từ mặt đất lên trên này được? Sao quá. Qua được, yên tâm. Làm sao qua nổi, bây giờ nó xa nhỉ, sao qua nổi? Được đây, bay vào được nè. Bay rồi, bay tới tàu lao. Chỗ này là chúng ta phải cố gắng là tìm một cái cánh cửa để nối từ đất lên, chứ không thể bay được. Bay là chỉ lúc xây thôi. Tàu lao vào đây, đi từ bên hông vô, đây.
đi từ phía hông vô xây một cái cầu thang vô là đi lên đó. Papa, được chưa? Đau lắm. Khổ quá thằng mày, đây là cái nhà thôi. Ba chắc đau lắm đúng không ba ba? Ê, ba nhịn anh... xíu nha. Tính ra anh mệt với cả hai con minion đấy, con xin ơi. Hai con này nó khóc, em... nó khóc hoài luôn, nó mệt quá luôn. Em cũng mệt lắm luôn. Muốn xây cái nhà cho nó thôi mà không yên. Trời ơi mọi người ơi, nó cứ ngồi nó khóc lóc từ nãy giờ trời. Chị hai ơi, em muốn trang trí cái mặt của ba được không chị hai? Mặt ba ba hả? Đúng rồi em. Bé ừ, là cho ba ba đẹp trai lên một xíu nha, đừng có bé xấu nha ba. Ừ rồi em, ok em... rồi, ba ba minion của tụi mi đẹp trai được chưa? Hai minion này rồi xây đi. Vào trong nhà đi. Rồi chia phòng đây. Em thích tóc cho ba ba là em trai, mình bị hỏi nhiều rồi. Bây giờ thêm tóc cho ba ba, cho ba ba đẹp trai. Trời ơi, nó tìm đến chuyện thêm tóc của đứa hỏi luôn kìa trời. Em thêm cho ba ba hai cái sừng ác quỷ được không chị? Cái gì vậy? Mới đẹp. Nhà chỉ trong nhà thôi chứ không phải trang trí bên ngoài. Bên ngoài để giùm coi mấy ông nội. Ủa vậy biết không? Có biết gì không? Vừa trong nhà nè, đó bây giờ chia tầng đi. Bây giờ đứa nào tầng 1 đó, tầng 2 đó, tầng 3 chia đi. Thế thì xây tóc của ba ba đằng trong đi. Tóc bằng... Trời ơi! Tóc bằng trong não mới khùng á! Tóc bằng quá. Nói chuyện mấy bé mi đây này chắc em bay não luôn, không nên dùng não thì nói chuyện mấy bé chân này. Mấy bạn ơi, chúng nó định xây tóc để mọc ngược vào bên trong ấy. Trời đất ơi, người ta mọc tóc để người ta khoe bên ngoài chứ mọc bên trong ai coi. Rồi ok mọi người ơi, và bây giờ thì chúng ta đã chia tầng thôi mọi người. Bây giờ với một chú minion này á, chúng ta có thể chia làm 3 tầng nha mọi người. Tầng 1 ở dưới cùng này, xong đó ở trên phần thân là tầng 2 và trên phần đầu là tầng 3. Đấy, ngôi nhà 3 tầng, hai đứa ở 3 tầng đủ chưa? Trời ơi, nhà nó rộng gì đâu luôn cái chị hai. Trời ơi, ba ba chắc vui lắm khi biết mình ở trong bụng ba ba. Okay. Đúng rồi, em à, em trai. Em nghe nè chị ơi. Có 3 tầng. Chị 2 tầng, em 2 tầng, là 4 tầng chứ ta. Ừ đúng rồi. Ủa sao có 3 tầng vậy? Tao mệt quá. Đó, sao lại 3 tầng? Bây giờ để 3 tầng là có 2 đứa bay ở thôi, 1 tầng ở dưới để làm phòng khách đi, rồi một đứa tầng 2, một đứa tầng 3 được không? Hợp lý cho. À hợp lý. Ok thôi, anh nghe chị mình lên chơi. Trời ơi, khổ quá. Mệt với mấy con này ghê luôn á. Trời ơi, từ nãy giờ nó quậy mà. Rồi bây giờ hai đứa bay lên trên trang trí nhà đi. Đấy, muốn trang trí phòng gì, đứa nào tầng 2 tầng 3 nữa đi. Để trang trí giùm đi. What the hell? Bây giờ xây nhà thì nó phải trang trí giùm nữa trời. Giờ có trang trí không hay đi đốt nhà luôn, không khỏi trang trí nữa. Trang trí giùm đi. Bây giờ trang trí giùm thì người ta trang trí một tầng thôi, hai đứa bay mỗi đứa tầng. Ok, xin mời chị đi. Ok, vậy chúng ta hãy cùng trang trí tới tầng 1 nha bạn, để cho hai bạn minion trang trí tầng 2 để xem. À, có ngon xem tí nữa trang trí xong chấm điểm xem tầng của ai đẹp hơn nha. Ok. Solo ông. Rồi ok, và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau, mình với Maximi sẽ trang trí tầng 1 để cho mấy minion hai bé minion lên trang trí tầng 2 và tầng 3, và cuối cùng các bạn nhớ chấm điểm xem mình và Simi hay là hai bạn minion ai trang trí đẹp hơn nhá. Ok. Rồi bây giờ Simi sẽ nhận trang trí những cái về gọi gì ta? Sẽ nhận trang trí những cái về giường ngủ này. Cái gì? À, giường ngủ. Ok. Chúng có gì đây? Tính chúng copy à? Đi lên lại. Cái gì không? Đó, một mắt lại còn copy nữa, bảo cái đứa hai mắt xuống copy đi, một mắt xong coi. Rồi mấy bạn là nhất được rồi, được chưa? Mấy bạn là nhất rồi, xin lỗi. Chắc là TNT cho nổ banh xác hai con minion này luôn. Khủng quá. Ok. Rồi Simi sẽ trang trí giường ngủ này và trang trí giá sách làm việc nha, còn anh thì sẽ trang trí bếp và trang trí góc máy tính nha. Ok. Ok mọi người, và bây giờ nhá, thì mình sẽ cùng nhau đặt cái bàn máy tính ra để cho con minion này nó được tiếp cận với thông tin loài người nha. Ủa cái gì vậy? Ủa sẽ sim xây anh ấy. Cái gì cái vậy? Làm sao mất chơi rồi trời ơi nè. Chúa tể Bill đây là vị thần xây dựng đứng tại thế của loài người. Trời ơi, vừa qua đi qua lại các bạn xây xong cái giường rồi. Ủa xong xong rồi. Ủa sao có cả chuối trên này vậy? Trời ơi, em biết tụi này nó thèm chuối lắm mà, nó gặp chuối rồi đó. Nó gì ta, nó sẽ gọi là ăn liên tục à. Ủa sao Simi lại lấy đâu mấy quả chuối hay dữ vậy? Ủa chuối hay không anh? Trời ơi, đây chuối ảnh anh. Trời ơi, không biết chuối thật đâu. Chuối hay dữ luôn. Ủa mà mấy con minion này thèm chuối hả? Bla bla bla. Ơ ơi, trời cháy đâu rồi? Ai ta có quà tặng cái người à? Ủa, cháy đâu rồi? Cái gì? Này, ta có nào quà rồi? Cái gì đây? Nhầm lắm, phải nè, đó là ai biết không, mới thấy trên kia. À, chạy luôn. Trời ơi, các bạn ơi, con minion nó ghép ảnh của Sim. Cái gì vậy? Cái gì vậy anh Lâu? Trời ơi, nó treo cái ảnh tôi này mọi người ơi. Trời ơi, chắc tôi chết trời. Chết quá mọi người. Lập luôn trời, con minion này chắc là... Thôi chắc là hôm nào mình đặt mình mua ít TNT mình xài quá bạn ơi, chứ mình mấy con minion này mình cáu ghê luôn các bạn. Nó dám dán ảnh mình lên cái ảnh mình còn chu đứt ra chứ chắc. Trời ơi, xúc phạm. Ok anh em, rồi bây giờ mình sẽ làm một cái bàn để tính chứ. Minion cũng biết ra cái đến cái ảnh đấy luôn. Trời ơi, tụi bay chắc là tụi bay lướt trên Facebook tao, tụi bay có về gì đúng không? Nghĩ sao vậy? Hình lý dán ngoài đây ngoài đường. Trời đất, ai người ta dán cái hình chú đít lên ngoài đường tao lao mới thích nó sao. Ok anh em. Rồi, thôi nói chung là tập trung. Mình sẽ không nói chuyện với mấy con minion này các bạn. Chúng mình sẽ chỉ đáp ứng mục tiêu là xây cho nó xong một cái nhà. Xong tí nữa mình sẽ về nhà của mình các bạn, chứ mình ngồi nói chuyện với mấy con minion lát hồi chắc mình khùng quá. Ok,
Rồi, xong máy tính rồi này. Tiếp theo là chúng ta sẽ xây cho nó thêm một cái khu làm bếp. Đây, bếp núc đầy đủ luôn. Đấy, full option luôn. Cho mấy con minion này nó tha hồ hay là nấu nướng các thứ ấy. Nó khỏi qua nhà mình xin cơm, nó không thì lát hồi nó qua nhà mình nó xin ăn chết. Mấy con minion này tham lắm. Vừa sống tính là vừa ham ăn. Lùn nữa chứ. Không biết chúng ai ấy. Ok em, rồi ok đặt ở đây đã. Rồi, hiện tại là đã có cái bếp. Bạn gì mới nói gì tôi đấy bạn. Ủa, xíu mày nó cầm gì vậy? Mày bay đồ chơi hả? Ừ. Hả? Dạ, trời ơi. Dạ ơi, nó dám tôi vào cái cổ máy của em chị ơi. Cổ máy gì trong đâu cái máy bay đồ chơi dữ vậy? Ừ, nó dám đó. Dạ em xin lỗi, dạ em xin lỗi, dạ mời hai anh chị lên bill, dạ em xin lỗi, dạ em mày hai bác. Rồi, nó cầm xuống, nó cầm xuống. Ê, rồi, 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 hai chị đẹp đẹp trai xinh gái, cao mấy tám, người mẫu mùa đầu lên trên xây tiếp để tí em đẹp. Ờ, chào anh chị. Cầm xuống chứ ai, cầm xuống không có đạn lật đấy. Dạ vâng, hồ không cần phải đâu. Chị là nhất, hai chị là siêu chân. Hai chị điểm 10, hai chị là nhất ạ, siêu chân. Anh lên cẩn thận không ngã. Từ từ anh nhá. Trời ơi, hai mắt làm gì tí đi hai mắt. Ờ, nó xấu, nó bé xin mời sao cho nó lùn, nó đầu gấu như vậy. Trời ơi, kỳ lạ thật đấy. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng xây nốt ở dưới này cho nó xong với bạn. Xong tiễn hai con minion đấy về hành tinh của nó đi. Chứ không khoa chắc mình chết đâu bạn ơi. Rồi ok, sau khu vực bếp rồi nào, mình sẽ lấy cho nó thêm một cái lò vi sóng nữa. Đấy, xây là xây phải tử tế tận tâm, mới đặt tùm lum ra ngoài này luôn. Đấy, cho chúng nó xài đến chết không hết luôn. Ok, tiếp theo xây ở chết rồi. Giờ xây toilet đâu xin. Nó toilet đâu cháy. Ở đâu ta? Thôi à đây này. Anh xây đó ta. Đấy, đặt toilet đây. Xong rồi mình sẽ lắp lại như này. Đấy. Đúng rồi. Lắp lại như này. Đấy, thế là có toilet rồi đúng không? Đấy, xây kín như này đủ rồi, đủ size rồi đấy. Cho chúng nó tự đi toilet luôn các bạn. Đấy, cho chúng nó đi toilet từ phía bên trên luôn. Rồi đây. Đấy, lắp lên. Đấy, xong luôn. Đấy, có toilet luôn. Đấy. Chuẩn xịn luôn. Đấy. Từ từ, đây cho cửa. 10/10. Cho cửa vào phía bên này cho nó lịch sự. Đấy, ok. Đấy, toilet trong này nhá. Đấy, được chưa? Ở trên toilet có mỗi cái hồ xí rồi. Không sao, anh toilet là chỉ có cái này là quá đủ nhu cầu rồi, anh yên tâm, đủ nhu cầu rồi. Bây giờ xin mời anh đã quyết định à? Bây giờ anh sẽ xây theo một cách rất là thông minh luôn, đấy là hai con nhưng mà anh cho một toilet cho chúng nó dàn nhau chất rồi. Đó, hợp lý luôn. A few minutes later. Ok, và bây giờ nha, chúng ta sẽ cùng đến với cả màn quan trọng nhất, đó chính là màn chấm điểm. Và cùng để xem mèo Simmy với Mr. Vịt liệu có xây nhà đẹp bằng hai bạn Minion không nhé bạn ơi. Rồi ok, Minion nào xuống đây đi chấm điểm, lại lên. Chấm điểm chưa? Đi chấm điểm, lại lên. Rồi, solo nào chứ. Ok, đây. Ê, cái gì vậy? Ôi, mời hai anh chị đi chấm điểm được chưa? Đúng rồi, vậy lúc nãy chọn cái trời ơi. Sao có minion đánh giang hồ quá vậy? Ok rồi, bây giờ lên trên nào, đó. Giới thiệu với cả mọi người, đây là khu vực, đó, bao gồm cả phòng khách, lẫn phòng ngủ, lẫn phòng làm việc, và bao gồm cả toilet luôn. Chung cùng một chỗ đây, toilet trên này. Cái gì mà nó nhức mắt rồi trời. Nhìn nhức mắt chỗ này, người ta trang trí là nhìn nào. Nhìn là chuối là, nhiều chuối là, đó, thế chơi. Chuối nè, ta đa. Em đây. Có bao giờ mình nấu ăn đâu mà chúng ta làm bếp bát gì ta? Chuối mà có giờ nấu ăn đâu, nấu để bếp gì vậy? Trời ơi, thế thì lại không biết rồi, ở Việt Nam có món chuối chiên nè. Ôi quê, ôi người nhà quê, không biết món chuối chiên hả? Trời. Lên YouTube mà coi đi bà nội. Trời ơi, tao lao quá. Ok rồi, tiếp theo đi lên trên nè. Đây xem tầng 2 xem nó trên nhà mình chạy. Xin mời. Chị. Em nhìn nó chê kéo. Phòng mình xấu là chê phòng mình phèn bia em. Trời ơi, nó dán được cái hình cái đó này. Trời ơi, ủa người đây chứ là phòng của ta. Ủa, phòng Minion đây là ai vậy? Có ba người nhìn lạ dữ vậy? Kiểu nè, cái người mà một mắt nè, cái người một mắt ở đây chính là ta nè, không? Ừ. Còn cái người bạn nữ mà mắt bên đây là cờ gút của ta, không? Còn cái người mà cầm chai túi đây. Ủa đây là ai ta? Cái gì kỳ vậy? Chị... À, nó chưa biết hả? Vậy nãy còn cái mặt bên đây là idol trên YouTube. Nó idol cái on luôn kìa Shiver, trời ơi. Đây là Crut của Minion luôn hả? Trời ơi, Crut. Ủa sao Crut nhiều tóc? Thế còn chị đâu? Ai mà biết được. Ở hả? Ở ai? Rồi sao quê rồi, chị gái quê luôn, quê luôn, rồi sao luôn. Thôi chị gái ơi, chị xử nhóc bây giờ nhóc. Ê, Minion ơi, tao hỏi mày nghe nè. Sao Crut mày nhiều tóc dữ vậy? Sao mày ít tóc vậy? Tại vì trời, cờ gút của ta là con gái, cờ gút ta nhiều tóc hơn, trừ chị hai ta. Ừ ha, đó, thấy không? Thế chính là mỗi chị hai mi để sai đầu đứt nhờ đó thì kỳ quặc dữ rồi. Trời chết chạy được không? Thế bây giờ cho tôi hỏi thêm một cái nữa là bây giờ mấy ông xây nhà, mấy ông cắm trại trong nhà chị hả đàn hả? Thế chạy hả? Trời ơi, tối ra đây nghe tiếng khoan ghi bích cực chiêu luôn nè. Khoan ghi bích cực chiêu. Cái gì? Ồ, ngồi trên này cũng đẹp ghê hai bạn ơi, wow. Ngồi trên cái gọi cái lưỡi của Minion này nhìn ra có thể nhìn được bao quát cả một không gian lớn rồi. Trông vậy lùn lùn mà xây nhà thông minh he. Ok, rồi bây giờ lên tầng trên. Đây, đi lên trên. Trời đất ơi, thằng tầng 2 đã nhiều chuối, đứa tầng 3 nhiều chuối. Trời ơi, vậy? Nó xây tóc mọc bên trong luôn. Ôi trời ơi. Cực dây nó hả? Ba ba mọc tóc của em ta. Hãy sợ hãy ba ba mọc tóc rồi à. Rồi,
chị hai thông minh quá, chị hai thông minh quá, chị hai ơi. Chị em mà. Ê Sim ơi Sim, tính nhà anh mở lên xây nhà xong nó đặt chuối, nhìn nó đặt chuối này trời. Trời em nghĩ chắc tụi Minion này đang định kinh doanh chuối em. Trời ơi. Tính ra là mấy mấy bạn định buôn chuối trong nguyên một cái thành phố hay đâu, team này định làm gì mà để nhiều chuối chứ vậy? Em hát cho mấy anh chị nghe nha, em hát cho mấy anh chị, em sẽ hát cái bài của idol em, anh con gì lỡ game rồi. Em hát cái bài nè, ba la la, ba la la la, ba la la, ba 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 ba. Cái bàn là gì đấy? Bà là hai bạn hát hay lắm, hai bạn nữa hát nữa nha. Rồi cảm ơn. Yeah. Trời ơi. Thôi được rồi. Nghe hai đứa bay hát hay lắm rồi. Rồi công nhận là giọng ca vàng đất Việt luôn á. Hai đứa bay mà đi thi The Voice là không ai dám thi luôn. Rồi ok. Bây giờ nói tóm lại nè. Đó, đi từ trên xuống dưới nhìn lại một vòng nè. Bây giờ hai đứa bay đã thích cái nhà này chưa? Thích chưa? Thỏa mãn chưa? Ưng ý chưa? Được chưa? Đó, nhà riêng luôn á. Tầng 2, tầng 3 thì thích đấy, nhưng mà cái tầng 1 thì chưa. Này, cạnh nhìn thấy các bạn ơi. Mình xây nhà quá trời đất đồ vật luôn, ở trong nhà luôn, nó chê mình chứ. Mà trong khi tầng 2, tầng 3 toàn chuối không. Các bạn nhớ chấm điểm cho mình xem là mèo Simi và Mr. Vịt thắng hay là hai Minion thắng nha. Nếu các bạn chấm cho mèo Simi và Mr. Vịt thì nhớ để lại phím 1 này. Và chấm cho Minion thì để phím 2 nha. Đó, bây giờ hai đứa bay ở đây được chưa? Đồng ý chưa? Nói chung là cũng được, nhà của ba mà. Trời ơi, bây giờ ở đây được chưa? Đồng ý chưa? Hài lòng chưa? Đấy, được rồi, được rồi. Hai đứa bay dầu bé mưa đâu, bé khai bông. Bé mưa đâu? Nó đi chơi thôi mà. Ủa, đi chơi rồi. Ủa, nó đi chơi hả? Ủa, chứ không phải hai đứa bay bắt cóc hả? Không, mà tay là mưa đâu nào đâu. Cậy. Ủa, chị tính nhé, mắc mớ mình mắc, mình xây nhà cho chi ấy? Đúng rồi. Mà coi chừng ta là 20 đứa ăn, coi chừng ra. Trời mắc mớ, trời đất ơi, tự nhiên mình mắc mớ đi xây nhà cho 20 đứa ăn chi trời. Ôi xin mời em đi về em kiếm em mưa đi, trời ơi mệt quá, đừng xây nguyên cái nhà tao đổ mưa. Ok bạn ơi, video có lẽ kết thúc tại đây thôi. Nếu thích video thì nhớ cho mình một like này, một subscribe và nhớ chấm điểm cho bọn mình nha. Chắc chắn kiểu gì các bạn fan chân chính của mình sẽ chấm điểm cho mình để thắng được hai con Minion này, kiểu gì mình cũng sẽ xây nhà đẹp hơn hai con Minion này nha mọi người. Nhớ chấm điểm cho mình và thả tim và chia sẻ video cho mình nữa nha. Bye bye.